Ok, hello my friend, welcome back to my channel. Today we play All Got To Know Pen Pen game vs Jumbo Fan. Ok, Pen Pen Kingdom. Đây là trò Pen Pen giống tựa Got To Know Pen Pen trên S-Team nhé các bạn nhé. Ok, bắt đầu mình sẽ vào chơi. Cách chơi là cũng tựa giống như Got To Know Pen Pen nhé các bạn nhé. Ở mình sẽ lấy cái thẻ màu xanh. Xanh ở đây sẽ đi lấy cái remote này nhé các bạn nhé. Ok, tiếp theo mình sẽ đi tìm các pin. Cách chơi cũng giống tựa Got To Know Pen Pen, nhưng mà giao diện nó sẽ khác nhé các bạn nhé. Con Obelabert là cũng được mốt thành con giống như con Chocho Chalet các bạn. Ok, tiếp theo mình sẽ ra đây, sẽ gọi cái đĩa bay đập vào đây nhé các bạn nhé. Kia là các nhân vật trong Pen Pen này các bạn, gồm 6 nhân vật. Ok, tiếp theo mình sẽ gọi cái đĩa bay đập vào đấy tiếp. Ok, con Obelabert đang thò mặt ra này các bạn. Ok, mình sẽ mở cái nút này ra nhé. Ok, bây giờ bắt đầu sẽ đi tìm các quả trứng nhá. Cũng gồm 6 quả trứng giống như cho Got To Know Pen Pen. Đây các bạn nhìn này. Con Obelabert nhìn giống như con Chocho Chalet luôn. Một lát nữa nó sẽ xuất hiện và nó sẽ đuổi mình ấy. Ok, tiếp theo mình sẽ lên trên này lấy tiếp nhá. Vị trí các quả trứng cũng giống như trong Got To Know Pen Pen. Ok, sẽ mở nút này ra để tí nữa cho đĩa bay đập vào cái nút đỏ này các bạn nhé. Ok, cho đĩa bay đập vào cái kia. Ok, và đây có một quả trứng sẽ hiện ra. Ok, được 5 quả, đây là quả cuối cùng, quả là quả thứ 6. Ok, bây giờ mình sẽ nhét vào miệng con Obelabert này nhá. Pen Pit. Ok, sẽ nhét vào miệng đó. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái thẻ màu vàng. Hình như mình đã lấy rồi. Tiếp theo mình sẽ chạy ra đây nhá. Ok, sẽ gọi đĩa bay đập vào cái nút đỏ này nhé các bạn nhé. Ok, phá vỡ kính và đập vào cái đỏ này. Rồi mình sẽ đi lấy cái búa này nhé các bạn nhé. Ok, tiếp theo sẽ sang bên cửa bên kia đập vỡ cánh gỗ. Ok, và sẽ gọi cái tam cuốn đi sang bên kia. Ok, bắt đầu di chuyển sang bên kia nhé. Ok, mình sẽ nhảy qua đây luôn. Mình sẽ chọn màu nhé. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái thẻ này nhá. Và con Obelabert nó đang sang đây này. Ok, mình sẽ phải tránh trốn thoát của con này. Ok, mình sẽ gọi đĩa bay trước nhá, sẽ đập vào cái nút đỏ đây. Obelabert đang sang đây rồi. Ok, cho đĩa bay đập vào đây.
Rồi bắt đầu chạy nha. Ok, mình sẽ chiến đấu lại nha. Mình chạy hơi chậm một chút là bị nó bắt. Mình vẫn nút chạy nhanh lên nhé các bạn nha. Ok, nó đang chuẩn bị sang đây rồi. Nó chuẩn bị sang đây rồi. Nó đã bị rơi xuống kia rồi. Ok, tiếp theo mình sẽ chạy sang gặp con boss cuối nhá. À, phải mở cái nút ở dưới đây nhé các bạn nhé. Và đập vào cái nút đỏ này. Ok, bây giờ sẽ đợi cái đường ngầm sẽ đi xuống nhá. À đâu, còn quên một cái nút này nữa các bạn. Bây giờ sẽ đi xuống cái đường hầm này. Ok, bắt đầu đi xuống gặp con boss của anh. Để chuẩn bị xuống gặp boss cuối rồi. Theo mình sẽ chuyển sang chơi Gatun Open Band ở trên phiên bản khác nhé. Đây là các nhân vật trong Open Band này các bạn. Mình đã in thành cái ảnh này gồm 6 nhân vật trong Gatun Open Band. Ok, mình sẽ chọn load game nhé. Ok, bây giờ lại chiến đấu với cái hai con Olympus này các bạn. Nó cũng đang sang này. Ok, cho đi bay đập vào đây nhé. Ok, ông Bella bước đang chạy đây nè. Ok, bắt đầu chạy trốn thoát khỏi nó nè. Ok, mình sẽ lặp lại nha. Hơi bị chật chân một chút. Bullet try again. Mình thử xem sao này có được, nó có cho qua đây không nhá. À không được qua bên kia. Ok, gọi đi bay sẵn nhá. Chuẩn bị đập vào đây. Ok, bắt đầu chiến đấu. Thank you.
rơi xuống vực rồi các bạn. Ok, mình sẽ sang cửa cuối tiếp. Cách chơi cũng giống như trò đầu tiên các bạn ạ. Mình cho một cái ghế xuống, một tí nữa xuống cùng cái thang hầm kia. Đây có vé máy bay này. Ok, sẽ xuống, chuẩn bị xuống hầm này nha, gặp con bot cuối. Ok, một thang hầm đang đi lên. Còn mình sẽ xuống cửa này nhá. Đây có một cái ghế. Ok, sẽ chuẩn bị gặp con men men này. Ok, sau này chắc tôi chụp. Rồi mình này sẽ vào. Ok, sẽ vào game này. À, đây có một cục pin này. Liệu có lấy được không? Mình vừa tắt nhạc đi nhá. Vì nhạc này, trò này bị dính bản quyền. À, đây có quả trứng này. À, nhưng mà không lấy được. Mình chọn nhầm trò rồi. Cho từ Pen ZP. Đây là phiên bản men men ở trên tab nha các bạn nha. Ồ, đây có đủ cái nhân vật cho mình chọn luôn. Mình sẽ chọn con nhân vật nào. Đỏ đỏ này. Ok, mình sẽ thử ra trường nữa. Wow. Ok, mình sẽ chọn một nhân vật khác nha. Mình chọn con bot dưới này đi. Mà con này sẽ là màu hồng. Ok, sẽ đi vào bản đồ này. Ồ, đây có một con men men này. Ừ, có gì mốt này, nhưng mà không lấy được. Sẽ đi ra cái công viên này xem có trò gì chơi không nhá. Không vào được.
Ở xuống dưới đây gặp con men dưới này nè. Không xuống được. Ok, tiếp theo mình chuyển sang chơi ra một fan nhé. Trong một fan is a Roblox. Trong một fan đang hiện tại đang có khá nhiều người chơi đấy. Ok, mình sẽ vào đây. Xếp hàng chơi nhé. Ok, so to loading game. Ok, bây giờ sẽ đợi người chơi nhé. 14 người chơi, 8 người chơi rồi. Soto loading game. Cái cốt truyện trò này là một trò di chuyển bằng xe bus đi du lịch, nhưng mà xe bus bị tai nạn và sẽ gặp con Robofan. Oh no, đang bị gặp tai nạn. Bây giờ sẽ được phải đi làm nhiệm vụ để trốn thoát nhé các bạn nhé. Okay, sẽ thu thập các hộp chữ cái này để giao nộp. Thu thập các khối nhá. Ok. Good luck, chúc may mắn. Để bắt đầu chơi nhé các bạn này. Để sẽ thu thập các hộp. Nghe thấy giọng con ông Blue. Nghe có mấy hộp này. Một lần chơi là các hộp sẽ thay đổi vị trí các bạn. À, chỗ này không có hộp nào. Bây giờ sẽ xuống map như thế này nào. Wow, nghe cái giọng con Blue. Bây giờ mình trèo lên cầu thang xem này. Đây là một map. Oh no, map này bị đường cục rồi. Mình sẽ phải thoát ra. Ok, sẽ vào đây nộp nhé. Oh.
bò trong cái lu này các bạn. Lu ngay trước mặt. Ok, vậy là thu thập đủ các hộp. Bây giờ sẽ sang map khác nhé, gặp con Golin. À, con Golin nó đang thỏ mặt ra này. Ồ, có 4 người đã bị đai rồi. Đây, chỉ nách qua. Đây, hộp cái lớp này. Sau tu nách mát. Ok, bắt đầu tiếp tục nhiệm vụ đi tìm các hộp nhé. À, bây giờ sẽ đi tìm các túi. Đây là các gói thức ăn nhé các bạn này. Sẽ đi thu thập các gói thức ăn. Ok, mình sẽ vào đây nộp này. À, thu thập các gói thức ăn lương thực đổ đầy vào kia. Như càng ngày càng khó thu thập hơn. Map này không có gì. À, ok, đã hoàn thành nhiệm vụ. À, làm cái bánh này. Ok, mình đã chơi xong phần này. Mình sẽ sang một chơi một trò khác nha các bạn nhé. Mình sẽ chơi gạt từ nợ bên bên Ninja Mobi. Đây là một phiên bản trên Mobi nhé các bạn ạ.
Okay, cách chơi cũng giống như trò kia. Phiên bản mini này cách chơi cũng giống như trò gốc nha các bạn nhé, giống như trò gốc ở trên Steam. Bây giờ mình sẽ đi thu thập các viên pin. Okay, để bài đang bài ra đây rồi. Cho đi bay đập vào cái nút đỏ này nhé. Okay, sẽ lên đây lấy quả trứng kia nhé. Okay, thu thập đủ có 6 quả trứng. Okay, sẽ có đôi bay đập vào đây tiếp. Okay, sẽ cho vào miệng con Oblivious này nhé, cho đủ 6 quả trứng. Okay, cho nó bay đập vào đấy tiếp. Ok, mình chơi phần này luôn nhá. Vì trò này nó cũng tựa giống như trò ở trên Steam. Mình sẽ chuyển sang chơi bên Pen Story. Đâu rồi, ở đây một trò Ben Ben Story ở trên Roblox. Ok, mình sẽ vào zoom chơi ở trên đây nhé. Ok, đợi người chơi. Okay, loạt game. Okay, cách chơi cũng giống tựa như kia nhưng mà ở trong cuối là sẽ khác các bạn này. Okay, sẽ lấy pin này. Thank you.
Bây giờ bắt đầu sẽ đi thu thập quả trứng các bạn. Thế bây giờ sẽ phải trốn thoát của con Man kia. À con Ubilabur nó sẽ đang đuổi. Ô, hai người chơi kia không chạy. Không chạy là sẽ bị nó bắt đấy các bạn. Ok, nó đang đứng dính ở dưới. À, nó sẽ đuổi mình. Mình sẽ phải chạy. Nó đang bị kẹt ở kia rồi. Ok, nó đang biến mất. Rồi lấy thẻ vàng nhé. Ok, lấy búa sang kia đập miếng gỗ nha các bạn nha. Ok, bắt đầu di chuyển sang kia. Cái này lấy thật cao. Và bắt đầu trốn thoát. Một con trứng ảnh vật này nhá các bạn nha. Cái này bắt đầu bây giờ sẽ đi nhìn xuống cửa cuối. Sẽ bắt đầu tiêu diệt con boss ở dưới này. Thế là một mình xuống, còn một người chơi kia không xuống rồi. Ok, đến phần này mình phải tắt nhạc đi vì nhạc ở dưới này dính bản quyền nhé các bạn nhé. Nhạc ở dưới này Music Clam nên không thể, mình không thể mở nhạc đi được. Ok, sẽ dùng cái búa đập con này nhé. Tiêu diệt con Defeat Zumbot. Ok, bắt đầu nhảy lên đây. Ồ, dòng nước máu đỏ. Nhảy lên đây trốn thoát nha các bạn nha. Ok, hết rồi. Mình sẽ tiếp tục đập con đi Zumbo Rod này. Nó còn ít máu luôn, nó chuẩn bị đai rồi. Ok,
Ok, vậy là login rồi. Ok, tiếp theo mình sẽ chơi Pan Pan Manter. Chụp khóa này. Ok, kép bèn bèn hoa nò. Và lấy nào chấp tiêu ăn. Mình sẽ sang đây lấy thẻ blue nè. Ok, mình sẽ chuyển sang ekip bên bên hơn nào. Rồi, trò này cũng giống trò trước. Bên bên Bobby. Ok, bật lên nào. Bên bên King Gator. Thank you.
nếu có còn đâu là bớt được. Trong này mình making doom. Ok, thank you for watching. Please subscribe my channel. Goodbye, see you again.